Hả? Bướm bướm đẹp quá đi. Dễ thương quá. Em Ly, cũng đã trễ rồi đó, mau về nhà thôi. Trời đất, không biết Ninh Tu lại đi đâu mất rồi. Hai cậu đi trước đi, còn tôi sẽ đi tìm cậu ta. Chắc cậu ta đã đi theo con bướm vào trong rừng luôn rồi. Nghe cho kỹ đây, để thí nghiệm thành công thì khi loài người đến gần chúng ta phải lập tức chiếm lấy cơ thể của họ ngay. Sau này có thể thống trị trái đất trong vòng mấy năm tới nữa đó, nghe chưa? Có thể đưa hết tất cả người của hành tinh chúng ta qua chỗ này. Mọi người đều sẽ mang cơ thể của con người. Tha, ngươi hãy đi sát theo con lừa kia. Ta sẽ đi kiếm cơ thể con người để thực hiện thí nghiệm. Còn ngươi Ga, ngươi ở lại đây quan sát đi. Ủa, đây là cái mặt nạ gì vậy? Sao nó phát sáng được ta? Wow, cảm giác thật là đã. Ủa, mặt nạ này ở đâu ra vậy ta? Lúc nãy đâu có ở đây đâu. Hình như có gì đó sai sai. Cô, cứu tôi với. Cái mặt nạ đang dí theo tôi đây nè. Cứu tôi với. Via, Via, cậu coi nè, tôi nhận được lời mời đi thử vai quảng cáo đó. Cậu có nhận được không? Không thấy. Via, cậu không nhận được lời mời đi thử vai quảng cáo hay sao vậy? Ồ, tiếc cho cậu quá đi ha. Tôi thì nhận được lời mời thử vai quảng cáo rồi đó. Giờ ba của tôi sẽ chở tôi đi thử nè. Chúc may mắn nha em Ly. Cậu mau đi đi. Tôi không có thư mời nên không đi với cậu được. Mà buổi thử vai đó tổ chức ở đâu vậy? Ngôi nhà mới giữa rừng, chắc người ta mới xây. Chứ từ trước tới bây giờ tôi chưa có thấy nhà đó luôn. Các ngươi hãy mau biến thành mặt nạ đi, khách sắp tới rồi đó. Chào mừng mọi người, chủ đề buổi tiệc hôm nay là người ngoài hành tinh. Mọi người hãy lấy một cái mặt nạ đeo vào đi. Ai thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng là một thước phim quảng cáo công chiếu quốc tế. Sao lạ vậy? Nhìn anh ta sao giống Kinh Tu quá đi. Còn bên kia, Chun Bun đúng không? Chun Bun nào, đeo mặt nạ vào nhanh lên đi. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi kìa. Chúc mừng nha. Những người nổi tiếng. Chúng ta có thể gọi tất cả mọi người ở hành tinh chúng ta tới đây. Một nhóm nữa cũng sắp tới rồi đó. Cha con Emily tới giờ chưa về nhà nữa. Không biết là đi đâu mất rồi. Thì tới giờ Bunty với ba của nó cũng chưa thấy về luôn. Nói là đi dự buổi thử vai quảng cáo gì đó. Vi à, con đi xem tình hình thử đi con. Có thể mọi người đang bị kẹt ở đâu đó. Dạ con biết rồi ông nội. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Nhìn người đó sao giống Gintu quá ta. Cơ thể là của Gintu nhưng lại là một gương mặt khác. Còn người ở bên kia là Emily với lại Chun Bun. Nhưng sao gương mặt của họ lại khác vậy? Cái đầu ai cũng giống như những trái banh nhỏ hết. Ông nội ơi, chắc họ không phải là người trái đất đâu. Họ là người ngoài hành tinh đó ông. Gương mặt họ bị biến đổi nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên.
Một người có vẻ là nghiêm tu, người kia là im ly, rồi chun bu nữa. Có thể người ngoài hành tinh đã chiếm lấy cơ thể của loài người đó ông. Đúng rồi, ông có đọc về chuyện này ở đâu đó. Họ là những người ngoài hành tinh không có cơ thể. Họ đến trái đất với mục đích có thể chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể đó. Chào mừng các bạn. Mỗi người ở đây đều có một cái mặt nạ đeo lên hết. Vì chủ đề hôm nay là người ngoài hành tinh, buổi thử giai cũng sẽ diễn ra trong buổi tiệc hôm nay luôn. Đừng đeo, mặt nạ này nguy hiểm lắm đó. Đừng có đeo, nếu không sẽ bị biến thành người ngoài hành tinh. Im ly, Gintu, Junbun, các cậu gỡ mặt nạ đó ra đi, nhanh lên. Ngươi là ai vậy hả? Là bạn của cái tốt, kẻ thù của cái xấu. Ta là Via, cậu bé robot. Chào cậu bé robot, chúng ta đến đây để thống trị trái đất này. Chúng ta có mọi thứ trừ cơ thể. Đó là nguyên nhân chúng ta phải tới đây, để chúng ta có thể chiếm đoạt được cơ thể của loài người. Ta sẽ không cho phép ngươi làm vậy nữa đâu. Hãy rời khỏi đây ngay đi. Chúng là người ngoài hành tinh đó Bia. Họ phải bị tấn công thì con mới có thể giải cứu được họ. Không được đâu ông nội ơi, con không thể tấn công lại bạn bè của con được đâu. Họ đang bị bọn người kia điều khiển mà. Người ngoài hành tinh đang lấy đó làm lợi thế đó ông. Anh nhìn kìa, cậu bé robot đang bị người ngoài hành tinh đuổi theo đó. Vía à. Cùng mau ra khỏi đó nhanh đi. Nhanh lên Vi. Không được đâu ông ơi, đây mới chính là lúc để cần cứu các bạn. Người giỏi lắm, đã dũng cảm còn lại rất can đảm nữa chứ. Khó mà tìm được người bạn như người. Chúng ta
ta sẽ đi tìm hành tinh mới để thống trị. Ôi da. Ủa, tôi đang ở đâu vậy ta? Những người ở buổi thử dài đâu hết rồi. Cậu bé robot, họ là ai vậy? Mấy người ở buổi thử dài đó, trời, cái mặt nạ, họ đâu mất rồi? Tôi chỉ nhớ là họ bắt tôi phải đeo mặt nạ đó vào, còn lại tôi không nhớ gì hết. Con gái, nhờ cậu bé robot đã cứu chúng ta đó. Người ngoài hành tinh đã bắt và chiếm lấy cơ thể để kiểm soát lý trí chúng ta. Sau đó cậu bé robot đã chiến đấu để cứu mọi người. Ta tức quá, tức muốn điên lên rồi. Tới tận bây giờ mà ta không thể kết liễu được cái thằng nhóc Via đó, cũng không thể bắt nó điều khiển rồi tạo ra công thức mà ta đang tìm. Ông chủ ơi, tại sao nhất định phải là thằng nhóc Via chứ? Ông đã có tôi bên cạnh ông rồi nè, tôi sẽ luôn nghe lệnh của ông mà. Ông chủ ơi, tôi nghe lệnh mà. Mới sáng sớm mà người muốn giỡn mặt với ta sao? Nếu như việc gì cũng làm được thì đi trộm công thức chế tạo Via của tên tiến sĩ đó về đây cho ta đi. Ông ta đã chép công thức đó vào cái đĩa sẵn rồi. Đi ngay đi tìm bác Thuần, lấy cái đĩa đó nằm trong tay của tiến sĩ Sa hay về đây cho ta. Nhưng mà tôi vô nhà đó lấy bằng cách nào đây ông chủ? Đem cái này đi, cứ nói cậu là người của chính phủ phái tới để phun thuốc diệt muỗi cho từng hộ gia đình trong khu vực này. Nói là họ cần phải rời khỏi nhà mới tiến hành xịt thuốc được. Nếu như tên tiến sĩ Sa hay đó nhất định không chịu bước ra khỏi nhà, thì cậu hãy dùng thuốc này xịt vào người ông ta. Sau khi ông ta bất tỉnh rồi, cậu hãy đi lấy cái đĩa đó đem về đây cho ta. Ông chủ, ông đúng là thiên tài. Thêm bắt tuôn, lần này cậu không được sai sót gì nữa. Ông chủ ơi, cái này xịt ra khói có đúng không? Thêm bắt tuôn, mau tắt con ngài. Trời ơi, ta với lại Mona không có đeo mặt nạ chống độc. Sao nhìn từ nãy tới giờ mà không thấy phòng thí nghiệm của tiến sĩ Sa hay ở đâu hết ông chủ ơi? Dùng kính ít quang nhìn thử xem sao nha ông chủ ơi. Ông chủ ơi, bây giờ tôi đi xuống tầng hầm để coi có gì nha. Tôi bật máy quay lên luôn rồi ông chủ ơi. Ta vui quá đi, ta rất là vui luôn. Thì bắt tôi, ta có thể nhìn được trực tiếp ở đây rồi nè. Yeah. Là ai vậy? Là bạn của cái tốt, kẻ thù của cái xấu. Tôi là Via.
nội ơi, ông có sao không? Có chuyện gì vậy ông? Ông không sao đâu con. Cửa phòng thí nghiệm đã mở ra rồi kìa. Ông nội ơi, con không thấy mấy cái đĩa ở đây đâu hết. Vì à, trên mấy cái đĩa này đều có thiết bị dò tìm. Cho dù ai lấy đi nữa thì chúng ta cũng có thể xác định được vị trí. Lên phi thuyền nhanh đi con. Con nhìn đi, mấy cái đĩa này của ông đang nằm ở trong toa tàu này rồi nè. Chúng ta phải đi theo hướng đó rồi tìm cách vào cho được bên trong toa tàu thôi. Tên nhóc Vìa đó sẽ không tìm ra được chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta đã đưa mấy cái đĩa này đi rất xa nhà nó rồi. Ông chủ ơi, nhóc Vìa đang đi phi thuyền đuổi theo mình kìa ông chủ. Tìm bắt tôn, cậu ra lệnh cho robot tấn công phi thuyền của Vìa nhanh lên đi. Ok. Đây. Cái này có rồi mà. Cũng không phải nó. Cũng không phải cái này luôn. Chuẩn bị đi thêm bắt thôn. Robot bật. Oh!
Cậu sẽ không sao mà. Yeah.